Cô mến chào tất cả các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 43 Cấu tạo trong của chim bồ câu. Bài này gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là các cơ quan dinh dưỡng. Phần 2, hệ thần kinh và giác quan. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, các cơ quan dinh dưỡng. 1. Hệ tiêu hóa. Quan sát hình 42.2 sách giáo khoa trang 149. Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa bắt đầu là miệng, đến thực quản, dài. Diều là nơi trữ và làm mềm thức ăn. Dạ dày tuyến. Dạ dày cơ, mề, có thành cơ dày để nghiền thức ăn. Ruột là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng. Tận cùng là lỗ huyệt, nơi thải bã. Tuyến tiêu hóa gồm có gan tiết ra mật, tuyến tụy tiết ra dịch tụy đổ vào ruột non. Vậy thì qua đó chúng ta thấy rằng là ống tiêu hóa có xuất hiện thêm bộ phận nào mới nè? Bộ phận mới xuất hiện đó là diều nè, dạ dày tuyến. Ngoài ra còn có thêm dạ dày cơ nữa. Vậy chúng ta thấy rằng là ống tiêu hóa của chim bồ câu xuất hiện thêm nhiều bộ phận mới, hoàn chỉnh hơn, cho nên tốc độ tiêu hóa của nó sẽ cao hơn so với động vật trước đó, cho nên là nó có sự trao đổi chất mạnh hơn. Các em có biết ở các loài chim có thói quen là hay mổ những cái viên sỏi nhỏ nuốt vào trong ống tiêu hóa của nó, tại sao nó lại có cái thói quen này nhỉ? Bởi vì hàm của chúng không có răng mấy em, cho nên là khi chúng ăn thức ăn vào nó không nhai được. Vì vậy khi mà chúng nuốt những cái viên sỏi vào sẽ giúp nghiền nát thức ăn dễ dàng hơn. Các em ghi cái phần nội dung chính này vào nha. Chúng ta sang phần 2, đó là hệ tuần hoàn. Các em tìm hiểu thông tin trang 140 và quan sát kỹ hình 43.1 ở sách giáo khoa. Ta thấy chim bồ câu có hai vòng tuần hoàn. A là vòng tuần hoàn nhỏ hay là vòng tuần hoàn phổi, B là vòng tuần hoàn lớn hay là vòng tuần hoàn cơ thể. Tìm xem tim của chim bồ câu có mấy ngăn đó là gì? Tim gồm có tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất trái. Vậy tim của chim bồ câu có 4 ngăn hoàn chỉnh, 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất, và chia tim ra làm 2 nửa, nửa bên phải chứa máu đỏ thẫm và nửa bên trái là chứa máu đỏ tươi. Vậy máu đi nuôi cơ thể của bồ câu là máu gì? Máu đi nuôi cơ thể đó là máu đỏ tươi, trao đổi chất mạnh, nó là động vật hằn nhiệt. Mà mấy em lưu ý ha, động vật hằn nhiệt thì nó có ưu thế hơn so với động vật biến nhiệt mấy em đã học. Bởi vì động vật hằn nhiệt thì nó có thân nhiệt luôn ổn định, nó không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, cho nên sức sống của nó cao, phân bố rộng nên nó có ưu thế hơn. Sau đây chúng ta sẽ so sánh xem tim của chim bồ câu có gì khác so với tim của thằn lằn nha. Tim của thằn lằn có 3 ngăn, 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất. Tâm thất có vách hụt hay còn gọi là vách ngăn, chưa hoàn chỉnh, nên máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha. Còn ở bồ câu thì tim đã có vách ngăn hoàn chỉnh nên chia tim ra làm 4 ngăn, 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Do đó ở bồ câu thì máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, trao đổi chất mạnh, cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể nó hoạt động một cách tích cực hơn. Mem lưu ý nè, đặc điểm tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể nè, trao đổi chất mạnh. Đây cũng là đặc điểm tiến hóa hơn của bồ câu so với thằn lằn trong hệ tuần hoàn nhé. Các em ghi nội dung chính của hệ tuần hoàn vào nha. Tiếp theo chúng ta sang phần hệ hô hấp. Sau đây chúng ta tìm hiểu thông tin và quan sát hình 43.2 ở sách giáo khoa. Cho biết phổi của chim bồ câu có cấu tạo như thế nào để thích nghi với cái đời sống bay. Hệ hô hấp gồm có khí quản nè. Khí quản thì dài, thông với mũi ở bên ngoài. Tiếp theo là hai lá phổi. Phổi nằm trong hốc sườn hai bên sống lưng. Phổi gồm một màng ống khí dày đặc. Các túi khí bụng, các túi khí ngực,
thì túi khí ngực và túi khí bụng bao gồm có 9 túi, nó sẽ được thông với phổi, và 9 túi khí này nó nằm len lỏi giữa các hệ cơ quan trong các xoang rỗng giữa các xương. Mấy em hãy tìm hiểu cái thông tin trang 140 sách giáo khoa để chúng ta so sánh xem hệ hô hấp của chim bồ câu khác với thằn lằn như thế nào và để thích nghi với đời sống bay lượn ra sao. Thứ nhất, điểm giống nhau. Thứ hai là điểm khác nhau về cấu tạo phổi, sự thông khí hay còn gọi là cử động hô hấp thực hiện do đâu. Giống nhau là điều hô hấp bằng phổi. Khác nhau giữa thằn lằn và chim bồ câu là ở thằn lằn thì phổi có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch. Ở bồ câu thì phổi có hệ thống ống khí thông với 9 túi khí. Thằn lằn thì sự thông khí nhờ sự thay đổi thể tích của lồng ngực do sự co giãn của cơ liên sườn nè. Còn ở bồ câu, khi chim đậu hô hấp nhờ sự thay đổi thể tích của lồng ngực, còn khi chim bay thì có sự phối hợp hoạt động của các túi khí bụng và túi khí ngực làm cho không khí đi qua hệ thống ống khí trong phổi theo một chiều khiến trong phổi không có khí động, tận dụng được lượng oxy trong không khí hít vào. Thì cái đặc điểm này phù hợp với nhu cầu oxy cao ở chim, đặc biệt là khi chim bay. Như vậy, đặc điểm hệ hô hấp của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay đó là trong phổi có màng ống khí nè và hệ thống 9 túi khí. Túi khí ngoài tham gia hô hấp còn có thêm vai trò gì trong cơ thể của bồ câu? Túi khí thứ nhất là giảm khối lượng riêng cho cơ thể. Cái thứ hai là giảm ma sát nội quan khi bay. Cái thứ ba là giúp điều hòa thân nhiệt. Thể tích của túi khí nó gấp 10 lần so với thể tích của phổi, cho thấy là túi khí có vai trò rất là quan trọng trong quá trình hô hấp của chim bồ câu. Thì khi chim bay, nhịp thở thay đổi tăng gấp nhiều lần lúc nghỉ, đáp ứng đủ oxy cho hoạt động bay. Ví dụ như là vịt trời, nhịp thở lúc nghỉ là 15 lần trên 1 phút, nhưng khi lúc bay thì nó tăng gấp nhiều lần, 90 đến 120 lần trên 1 phút. Trong phổi của chim thì có cái minh quản nằm ở ngã ba giữa khí quản và hai phế quản giúp chim có khả năng hót được. Đây là nội dung chính của hệ hô hấp mấy em ghi vào bài. Tiếp theo sau là chúng ta lướt sơ qua về hệ bài tiết và hệ sinh dục của chim bồ câu. Hệ bài tiết gồm có hai thần sau nè, ống dẫn tiểu sẽ đổ vào xoang huyệt. Thiếu bóng đái thì thiếu bóng đái như vậy nó sẽ không trữ lại một cái lượng nước thừa trong cơ thể. Điều này giúp cho cơ thể của chim bồ câu nó nhẹ, thích nghi với đời sống bay. Còn về hệ sinh dục thì đối với con trống nó có đôi tinh hoàn, ống dẫn tinh. Riêng con mái thì chúng ta thấy nó chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển. Còn ống dẫn trứng và buồng trứng bên phải nó đã bị tiêu giảm. Thì điều này giúp cho chim bồ câu nó cũng nhẹ hơn để thích nghi với cái đời sống bay. Các em ghi phần hệ bài tiết và hệ sinh dục vào nhé. Chúng ta bước vào phần 2, đó là hệ thần kinh và giác quan. Hệ thần kinh bao gồm 3 phần tạo nên, đó là bộ não, là tủy sống và dây thần kinh. Thì trong các ngành động vật, chúng ta chỉ đề cập đến bộ não của nó thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ xem coi giữa bộ não của bồ câu cấu tạo như thế nào so với bộ não của thằn lằn nhé. Bộ não gồm thùy khứu giác nè, não trước, não giữa, tiểu não, thành tủy nè. Bộ não được nối với tủy sống. Như vậy, bộ não của chim bồ câu có bộ phận nào phát triển hơn so với thằn lằn? Ta thấy não trước của bồ câu phát triển hơn so với thằn lằn. Kế đến là não giữa. Còn có thêm tiểu não phát triển hơn nữa. Như vậy, qua đó chúng ta thấy bộ não của chim bồ câu nó phát triển hơn, cho nên đời sống của nó sẽ phức tạp và phạm vi hoạt động của nó rộng hơn so với động vật trước đó. Giác quan của chim bồ câu có đặc điểm gì nè? Mắt tinh nè, lớn, có 3 mí. Mí thứ 3 nằm ở trong khóe mắt, mỏng trong suốt. Tai thì có ống tai ngoài, chưa có vành tai và tai thính hơn so với bò sát. Các em ghi cái nội dung chính của hệ thần kinh và giác quan vào nhé. Đây là kiến thức trọng tâm của bài học hôm nay. Mấy em lưu ý cho cô những ý chính này nha.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ học bài, chuẩn bị trước bài mới ở sách giáo khoa, đó là bài 44, tìm hiểu đời sống của nhóm chim bay, nhóm chim chạy, nhóm chim bơi. Hẹn gặp lại các em.